Ủy ban Nhân dân xã Đại Phước, huyện Nhân Trạch vừa tổ chức lễ ra quân tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt trên tuyến đường Lý Thái Tổ. Theo đó, tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt được thực hiện tại khu A, khu B, đoạn đường từ cầu Đại Phước đến chợ Đại Phước có chiều dài hơn 1,5 km với 300 hộ dân và cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, hàng tiêu dùng, dịch vụ ăn uống, v.v. Dịp này Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Andriban Nhân Trạch, Việt Tinh Băng và Việt Theo Nhân Trạch đã hướng dẫn người dân cài đặt, mở tài khoản miễn phí thông qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, quét mã thanh toán QR, v.v. Ngay sau buổi lễ, đoàn viên thanh niên xã Đại Phước đã tiến hành ra quân, diễu hành trên toàn xã tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện mô hình thanh toán không dùng tiền mặt đây là bước đệm thuận lợi cho người dân được trải nghiệm những hình thức thanh toán với công nghệ mới hiện đại giúp người dân tiếp cận nhanh với các ứng dụng tiện ích trong thời đại chuyển đổi số góp phần nâng chất các hoạt động ngày càng văn minh hiện đại